Song Long Media xin chào các bạn. Hiện tại trên tay mình đang là chiếc tai nghe LG Tone Free FN4. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối, sử dụng các chức năng và reset xét lại chiếc tai nghe này. Chiếc tai nghe in-ear của chúng ta được trang bị Bluetooth 5.0. Thời lượng pin sử dụng liên tục là 6 giờ đồng hồ và kèm theo đốc sạc chúng ta có 18 giờ đồng hồ. Bên cạnh đó thì chiếc tai nghe còn được trang bị khả năng chống nước IPX4. Ở phần đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc tai nghe với thiết bị di động. Để kết nối thì trước hết các bạn chỉ cần mở nắp ra. Trên thiết bị di động các bạn hãy bật Bluetooth lên. Khi đó trên màn hình điện thoại của chúng ta sẽ ra tên của chiếc tai nghe. Như vậy là các bạn đã kết nối chiếc tai nghe với thiết bị di động của các bạn thành công. Để nhận cuộc gọi đến thì các bạn chỉ cần chạm một lần vào tai bên trái hoặc bên phải đều được. Và để kết thúc cuộc gọi thì các bạn hãy chạm 2 lần. Và để từ chối cuộc gọi thì các bạn hãy chạm và giữ vào tai bên trái hoặc bên phải khoảng 2 giây. Khi nghe nhạc, để tiếp tục hoặc tạm dừng bài hát thì các bạn chỉ cần chạm một lần vào tai bên trái hoặc bên phải đều được. Để tăng âm lượng thì các bạn hãy chạm 2 lần vào tai bên phải. Và để giảm âm lượng các bạn hãy chạm 2 lần vào tai bên trái. Để chuyển bài thì các bạn hãy chạm 3 lần vào tai bên phải. Và để quay lại bài hát trước các bạn hãy chạm 3 lần vào tai bên trái. Để bật tắt chức năng ambient sound các bạn chỉ cần chạm và giữ vào tai bên trái hoặc bên phải khoảng 3 giây. Tiếp theo, để sử dụng thêm một số chức năng của chiếc tai nghe thì các bạn có thể sử dụng thông qua app Tone Free. Các bạn có thể tìm và download trên Google Play Store hoặc App Store đều được. Như ở đây mình đã download về sẵn và kết nối chiếc tai nghe với thiết bị di động. Thì trong app sẽ hiện ra tên của chiếc tai nghe, thời lượng phần trăm pin của tai bên trái và tai bên phải. Các bạn còn có thể update firmware mới nhất cho chiếc tai nghe ở đây. Như ở đây đã có một bản firmware mới nhất, các bạn có thể update hoặc là không. Và các bạn lưu ý khi update hãy làm theo hướng dẫn, hãy đọc và làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất đưa ra. Tiếp theo là chức năng ambient sound, các bạn có thể tùy chỉnh để phù hợp với sở thích của mình. Bên dưới sẽ là equalizer setting, các bạn có thể chỉnh theo sở thích của mình. Ở đây bạn có thể khóa được thao tác cảm ứng của chiếc tai nghe. Khi các bạn bật như này lên có nghĩa là chiếc tai nghe của các bạn sẽ không sử dụng được thao tác cảm ứng nữa. Các bạn có thể tùy chỉnh lại thao tác chạm của từng tai một. Ở đây là tai bên trái và bên phải là play pause. Các bạn có thể đổi, tăng giảm volume, chuyển bài. Các bạn có thể tùy chỉnh. Tiếp theo sẽ là chức năng tìm tai nghe của mình. Các bạn hãy vào đây. Khi các bạn ấn vào tai bên trái hoặc bên phải thì khi đó chiếc tai nghe của chúng ta sẽ phát hiện ra âm để mình có thể tìm thấy nó dễ hơn. Trong trường hợp các bạn không nhớ là để đâu, đó, các bạn có thể nghe thấy tiếng phát ra từ chiếc tai nghe. Vừa rồi là clip mình gửi tới các bạn hướng dẫn cách kết nối sử dụng các chức năng của chiếc tai nghe LG Tone Free FN4. Các bạn đừng quên để lại một like, share, comment cũng như subscribe YouTube channel của Song Long Media. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.